Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Alo Xe. Hiện tại mình đang có mặt cửa hàng Hát Giáp Bình Dương, chi nhánh số 1 gần vòng xoay An Phú, thành phố Tân An, tỉnh Bình Dương nha. Và ngày hôm nay là một ngày khá là đặc biệt, đầu tháng 4, đó là ngày cá tháng 4, thì mình xin cập nhật mức giá cho các bạn lại về dòng xe Honda Vario 160 cũng như là về chương trình khuyến mãi mới nhất của dòng xe Honda Vario này ha. Thì ở cái tháng 3 thì các bạn đã biết rồi, chương trình khuyến mãi trả góp 0% lãi suất được áp dụng cho dòng xe Honda Vario 160 chạy đến ngày 31 tháng 3 đã hết hạn rồi. Và hiện tại thì Honda Việt Nam vẫn chưa ra mắt chương trình khuyến mãi nào mới hết các bạn nha. Và khi nào có chương trình khuyến mãi mới nữa thì mình sẽ cập nhật lên kênh Alo Xe của mình. Còn về cái mức giá ở cái thời điểm đầu tháng 4 này thì vẫn giữ mức giá ổn định so với tháng 3 mà mình đã báo cho các bạn. Mức giá là rất là mềm luôn, giá rất là rẻ ha. Cụ thể là đối với các phiên bản thể thao, các bạn nhìn thấy trên màn hình, đây là phiên bản thể thao được trang bị phanh ABS màu xám đen và cũng được trang bị phanh đĩa sau luôn, với mức giá bán hiện tại là 53 triệu. Các bạn sẽ được giảm 1 triệu là chỉ còn có 52 triệu thôi. Giá này đã bao gồm VT rồi, chưa bao gồm phí trước bạ cũng như là phí biển số. Và tiếp đến là các phiên bản đặc biệt màu đỏ nhám cũng được trang bị phanh ABS và phanh đĩa sau, và mức giá bán hiện tại là 49 triệu là các bạn sẽ được giảm 1 triệu là chỉ còn có 48 triệu thôi. Giá cũng đã bao gồm VT, chưa bao gồm thế chấp bạ cũng như là phí biển số. Và ở cái phiên bản thấp hơn một tí, đó là cái phiên bản cao cấp màu xanh nâu hay màu xanh nâu. Phiên bản này chỉ được trang bị phanh CBS thôi, hay còn gọi là phanh kết hợp, và phanh sau là chuyên là phanh đục nha các bạn. Mức giá bán hiện tại là 46 triệu, các bạn sẽ được giảm 1 triệu là còn 45 triệu thôi. Tí nữa thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết hơn sau cho các bạn ha. Và cuối cùng, một cái phiên bản nữa, đó là một cái phiên bản tiêu chuẩn, một cái màu sắc mà được rất là nhiều bạn nam ưa chuộng luôn. Đó là màu đen bóng ha. Chỉ được trang bị phanh CBS và phanh đùm sau thôi. Mức giá bán cũng đồng giá với cái phiên bản màu xanh này là 46 triệu, được giảm 1 triệu là còn 45 triệu. Giá mình báo cho các bạn nãy giờ là đã bao gồm VT rồi, chưa bao gồm thế chấp bạ cũng như là phí biển số. Đó, mình xin nhắc lại nha, đã bao gồm VT rồi nha. Nên là những bạn nào mà mua xe tự làm biển số, các bạn sẽ mua đúng với mức giá mà mình vừa báo cho các bạn luôn. Còn nếu những bạn nào mà không có thời gian làm biển số thì các bạn sẽ tốn thêm cái khoản chi phí, đó là cái chi phí mà làm biển số. Nó sẽ bao gồm là phí thế chấp bạ, phí biển số và phí dịch vụ. Thì nếu như mà làm biển số ở huyện thì tầm khoảng là 2 triệu. Còn biển số ở thành phố như là thành phố Vĩnh Long, thành phố Cao Lãnh đâu á thì tầm khoảng từ 4 đến 5 triệu. Và làm biển số ở Sài Gòn, Sài Gòn thì trung bình khoảng từ 7,5 đến 8 triệu tùy theo quận ha. Đó, thì nói chung thì ở cái giai đoạn này đầu tháng 4 có thể là chở vì sao nữa, thì cái mức giá của dòng xe Honda Vario 160 này sẽ tốt hơn rất là nhiều luôn. Tại vì đây là một cái sản phẩm khi của Honda Việt Nam, về lượng hàng hóa là vô tư, ở thời điểm này hàng hóa là rất là nhiều, nên là các bạn không cần sợ phải gọi là không có hàng để mình mua. Đó, thì ở đây thì mình có trưng bày những cái phiên bản mình đã được lên màu sơn. Đó, nôm na là giống như là xe nó với số lượng nhiều thì bên hãng cũng như là họ cũng độ lên những cái màu sơn mà nó những màu sơn mới lạ hơn để tạo sự nhiều sự lựa chọn để cho các bạn hơn. Tại vì đối với Vario 160 này nó chỉ có 4 màu sắc cơ bản thôi và màu sắc trơn nữa, nên là các bạn nào muốn độ những màu sắc yêu thích đó, thì bên mình vẫn độ cho các bạn được. Chẳng hạn như những cái chiếc màu đỏ như thế này, màu đỏ này là phiên bản gốc, nó là màu đỏ bóng ấy, màu đỏ nhám trên cái phiên bản đặc biệt ha, là mình đã được sơn màu sơn 3D lên. Những cái chi tiết trên đây thì mình sẽ quay gần cho bạn xem. Những cái chi tiết trên đây nè là đều được sơn hoàn toàn nha bạn nha, không phải dán tem xe nha, đều được sơn hoàn toàn luôn. Đấy, cái chi phí sơn 3D này thì mức giá dao động là tầm khoảng từ 2,5 đến 3 triệu. Đó, tùy theo cái loại sơn cũng như là cái tem xe đó, mức giá nó sẽ khác nhau nha các bạn. Đó, đây là chiếc màu đỏ bóng ha, mình đã được độ lên trên cái màu đỏ nhám phiên bản đặc biệt. Đấy, ở phía sau thì nó cũng có tem xe luôn, cũng đi những cái đường hoa văn cũng khá là chi tiết ha. Đó, ngoài ra thì các bạn có thể là xem ở cái phần mô tả thì mình có để một cái link này sẽ tổng hợp những cái món phụ kiện mà cần thiết nhất trên dòng xe Honda Vario 160. Thì các bạn nào mà đang sử dụng xe Honda Vario mà chưa trang bị cho mình những cái món phụ kiện á, thì các bạn click vào cái link trong phần mô tả thì các bạn có thể là tham khảo và ủng hộ mình. Cũng như là những bạn nào đang có dự định mua dòng xe Vario 160 á, thì các bạn cũng có thể là tham khảo và đặt sớm ngay cho mình ha, để bên mình sẽ giao hàng cũng như là ship hàng về tận nhà các bạn luôn ha, ship code luôn, hoặc là vận chuyển cũng được, vận chuyển tận nhà cũng như là ship code và thanh toán chuyển khoản cũng được, tùy theo cái nhu cầu của các bạn thôi. Rồi, quay trở lại với cái
mấy cái mẫu xe đã được độ lên màu sơn. Cái chiếc này là độ lên màu sơn xanh gil nha các bạn nha. Màu xanh kiểu giống như màu xanh quân đội á các bạn. Đó, nói chung là tùy theo mình gọi thôi. Khi mà mình độ lên màu sơn gốc á, thì mình sẽ không có tốn cái phí mà đổi cả bạc xe ha. Còn nếu mà chúng ta độ lên cái màu sơn mà nó khác với màu gốc á, thì mình phải tốn một cái chi phí đó là đổi cả bạc xe. Đấy. Còn đây là chiếc màu đỏ nhám nè, màu đỏ nhám, màu gốc nó như thế này nha các bạn nha, màu đỏ nhám. Rồi, một cái màu sắc mà hot nhất hiện tại đó là cái màu xám đen phiên bản thể thao ABS. Thì đối với cái màu xám này á, nó sẽ khác tông một tí so với cái màu xám của dòng Attack Mod hay là dòng Attack 350 hoặc là Attack 125 hay là 160. Nó sẽ khác tông một tí ha. Đó. Rồi, nó cũng được thiết kế cùng một cái form thôi, là cái logo 3D màu đỏ. Đó, và phục sau cũng được trang bị màu đỏ luôn. Và heo dầu trước có màu đỏ ha, nhưng mà có cái heo dầu sau là màu đen thôi các bạn ha. Nó không có độc bộ giữa cái heo trước và heo sau. Rồi. Còn những tiện ích thì Honda cũng được trang bị đầy đủ tất cả những tiện ích trên dòng xe Honda Vario này. Đặc biệt là khóa thông minh. Khóa thông minh đầy đủ 3 tính năng luôn, nhưng mà rất tiếc một điều là nó không được trang bị đèn LED nha các bạn. Không được trang bị đèn LED. Rồi, còn cổng sạc thì nằm phía bên này, cổng sạc phía trước ha. Nó tiện lợi hơn so với dòng xe AB thì nằm trong cốp xe, còn Vario thì nằm bên tay trái này. Sẽ tiện lợi hơn mà khi bạn nào đi đường trường á, sạc pin này kia cũng dễ dàng. Rồi. Công tắc đèn này kia thì không có ha. Sử dụng đèn full LCD. Bên đây thì cái cụm bên đây thì chỉ là có cốt pha còi nhanh giá trên phải thôi. Cốp xe thì em này được gần 18 lít nha các bạn. Gần 18 lít, đâu đó khoảng là 17,8 lít đó các bạn. Đó. Cũng đủ để nó full face cũng vừa ha, nó full face các bạn để cũng vừa luôn. Nó 3/4 hoặc là 2 nón nửa đầu. Và dung tích bình xăng là được 5,5 lít, khá là to. Thích hợp cho các bạn nào mà đi đường trường á, bằng đổ bình xăng cái là đi rất là khỏe luôn. Rồi, còn bên đây là chiếc màu đỏ. Màu đỏ thì nó sử dụng cái logo màu vàng đồng nha các bạn. Sử dụng cái logo màu vàng đồng. Rồi. Chi tiết trên đây thì nó cũng giống như chiếc màu xám thôi. Cổng sạc thì được trang bị cái cổng USB sẵn luôn nha các bạn nha. Nó không giống như dòng AB là AB đề 150 á, thì sử dụng là cổng sạc ACC. Còn lên 160 thì nó đã nâng cấp lên thành cái cổng sạc USB luôn rồi. Và Vario cũng vậy luôn. Vario thì được trang bị phía trước. Có hai hộp đi được phía trước thì nó sẽ tiện lợi hơn. Khi mà các bạn để những vật dụng cá nhân thì nó cũng thuận tiện. Và đặc biệt thì đối với dòng xe này thì cũng thích hợp cho các bạn nữ. Với cái sàn phẳng giống như trên dòng xe Vision hay dòng xe Attack Mod là ở Thác Nam, cái sàn phẳng này thì mình đi đường xa nó cũng dễ dàng hơn, nó cũng thoải mái hơn rất là nhiều. Và các bạn nữ thì chạy mà diện đầm váy này kia nó cũng tiện lợi hơn, thoải mái hơn. Rồi, phô của phiên bản đặc biệt là màu đen nhé bạn nha. Còn thể thao là màu đỏ. Xe của mình đang chạy màu đỏ hay màu xám nè, màu xám đen. Còn đây là màu xanh nguyên bản nè. Chiếc màu đen phía trước mình có xe nha. Màu đen thì mình có trưng bày phía trước kìa. Để mình ra phía trước mình quay cho bạn xem cái chiếc màu màu đen với màu đỏ được độ lên màu sơn bóng ha. Đây, còn bên đây là chiếc này là độ lên màu đỏ bóng nhưng mà nó có họa tiết nha các bạn nha. Bên đây thì có thêm một chiếc màu đỏ nữa nhưng mà lên tem xe màu đen, tông đỏ đen nha các bạn nha. Tông đỏ đen này thì nhìn nó chìm hơn, nó không nổi bằng so với tông trắng hồi nãy. Đó. Còn về mức giá lên màu sơn thì nó đồng giá nhau nha. Nhưng mà mình vẫn thích cái lên tông màu màu đỏ trơn hơn các bạn nha. Tông màu đỏ trơn giống như phía trước kìa. Để mình ra trước quay cho bạn xem nha. Chiếc này là màu đỏ các bạn nha. Mình được sơn cái xe tay đó là sơn trơn thôi, nó không có hoa văn gì hết nha. Nó chỉ có một chữ duy nhất là chữ Honda nằm phía bên đây thôi. Đó, mình thì mình vẫn thích cái kiểu này hơn. Đơn giản nhìn nó đẹp và nhìn nó trơn hơn. Còn những bạn nào mà thích hoa văn nhiều thì có thể là lựa chọn hai chiếc màu đỏ hồi nãy. Rồi. Còn chiếc này là chiếc màu đen. Màu đen phiên bản tiêu chuẩn ha. Tiêu chuẩn CBS màu đen. Màu đen bóng nha các bạn. Phiên bản tiêu chuẩn với phiên bản cao cấp thì sử dụng cái logo màu bạc nha.
Màu đen này nếu mà được trang bị phanh iPad thì mình nghĩ là chắc chắn thì nó sẽ còn hot hơn chiếc màu xám nữa các bạn. Bây giờ thì cũng giới thiệu được các bạn về dòng xe Honda Vario 160, những cái màu sắc nguyên bản cũng như là những màu sắc đồ lên màu sơn. Về giá cả thì mình thấy ở cái thời điểm này mức giá rất là tốt luôn, nên là những bạn nào quan tâm thì thời điểm này các bạn thấy mua được rồi, hoặc là các bạn có thể đợi khoảng 1 đến 2 tuần nữa xem coi là nó có anh tại Việt Nam nó có ra mắt chương trình khuyến mãi nào mới nữa hay không. Mình nghĩ là chắc chắn sẽ có nha các bạn nha, thì không biết đến khi nào thôi, và khi nào có chương trình khuyến mãi nào mới nữa thì mình sẽ cập nhật lên kênh Alo Xe của mình. Ngoài ra thì ở cái phần mô tả thì mình có để một cái link tổng hợp những cái món phụ kiện cần thiết trên dòng xe Honda Vario, thì các bạn nào quan tâm thì bạn click vào đó, bạn xem và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.